Chiến Thắng xin kính chào tất cả cô bác anh chị. Hôm nay Chiến Thắng bật mí cho cô bác anh chị một cái sản phẩm để cai thuốc lá, thuốc lào cực kỳ hữu hiệu. Các bác biết đấy, hút thuốc lá rất là có hại. Hút thuốc lá nhiều sẽ gây ung thư phổi và dẫn đến tử vong rất là cao. Chiến Thắng cũng là người nghiện thuốc lá hơn 20 năm. Ngày trước một ngày có thể hút hơn 2 bao thuốc, khiến cho người thân và đồng nghiệp khi nhìn thấy Chiến Thắng hút nhiều quá cảm thấy sốt ruột thay, khuyên Chiến Thắng là nên cai thuốc lá để đảm bảo sức khỏe cho mình và cho người thân xung quanh. Thì Chiến Thắng cũng đã dùng đủ mọi biện pháp để cai thuốc lá, nhưng thật sự với các bác là chỉ được một thời gian ngắn thôi, lại thèm lại và hút còn nhiều hơn. Thì đang lúc hoang mang như thế, không biết có cái cách gì để mình cai được thuốc lá không, thì tình cờ trong một lần đi quay phim, có một người em đã giới thiệu cho Chiến Thắng một cái sản phẩm mà hôm nay Chiến Thắng cầm trên tay giới thiệu cho các bác đây, cực kỳ hữu hiệu trong việc cai thuốc lá, thuốc lào. Đó là thảo dược xúc miệng cai thuốc lá, thuốc lào Phúc Lâm. Em đã dùng thử đúng 1 tuần thì cơn nghiện thuốc lá hầu như chấm dứt. Và 1 năm nay các bác ạ, em không hề hút một điếu thuốc lá nào luôn. Không hề hút một điếu nào. Mà bây giờ kể cả ngửi thấy mùi thuốc lá, thuốc lào là cảm thấy khó chịu và cảm thấy sợ, cảm thấy ghê. Khuyên tất cả các bác, em đã dùng sản phẩm thảo dược xúc miệng cai thuốc lá, thuốc lào Phúc Lâm thì các bác hãy dùng. Em hút thuốc hơn 20 năm em còn bỏ được cơ mà. Chúc các bác thành công với sản phẩm thảo dược xúc miệng cai thuốc lá, thuốc lào Phúc Lâm.